chương 31 Đột phá vương giả cảnh giới Đệ nhất càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Yêu đế chi tâm dẫn phát toàn bộ đông hoang đủ loại suy đoán, cùng rối loạn Tự nhiên, nằm ở khu trung tâm vực linh khư động thiên cũng chịu ảnh hưởng Toàn bộ linh khư động thiên cứ như vậy đen xuống tới Các đệ tử một mặt lo âu và sợ hãi Liền tính là những cái kia tông sư các trưởng lão, cũng là lo lắng, mặc dù bọn họ không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng là loại này dị trạng đối bọn họ tới nói vẫn là tim đập rộn lên vì thế liền có trưởng lão nghĩ phải hỏi một chút linh khư động thiên nhất đức cao vọng trọng lão tổ tông tần phong nhưng mà bọn họ tại cầu kiến tần phong thời điểm lại phát hiện linh khư động phủ lại lâm vào bế quan trạng thái ý vị này lão tổ tông lại bắt đầu bế quan chẳng lẽ nói lão tổ tông lại có đột phá mặc dù tại linh khư lão tổ bản thân nhìn đến bản thân đã nhiều năm như vậy là không có cái gì tiến thêm nhưng là hắn phía dưới có thế đều là một đám tông sư cảnh giới tu hành giả tại những cái này trưởng lão nhìn đến lão tổ tông chỉ cần bế quan liền là có đột phá dù là chỉ là đột phá một điểm điểm này đối với bọn họ tới nói cũng vẫn như cũ là một cái rất khó vượt qua hào rộng dù sao nói thật ra phổ thông tu hành giả muốn ra một cái đại tông sư thật là rất khó còn có thiên phú lại chắc chắn sẽ không tới linh khư động thiên loại địa phương này nhất định là sẽ đi thánh địa hoặc là càng mạnh nắm giữ tôn giả động thiên môn phái bất quá phổ thông cũng có phổ thông chỗ tốt chí ít những cái kia tu hành giả nhóm nghĩ tới tần phong là vừa mới bế quan không đến bao lâu tâm lý tự nhiên cho rằng tần phong là biết trời tối tình huống mà loại này tình huống dưới lão tổ tông đều có thể thanh thản bế quan này thật là khiến bọn họ những đệ tử này hậu bối nhóm đem nhất lên tới một trái tim buông xuống tới lão tổ tông đều không hoảng hốt bọn họ vội cái gì vì thế toàn bộ linh khư động thiên tiếp tục nên ha ha nên uống một chút nên cố gắng tu luyện cố gắng tu luyện không có chút nào nhận đến cái này trời tối ảnh hưởng đương nhiên bọn họ không hề rõ ràng cái này trời tối liền là bọn họ trong mắt không chút nào lo lắng linh khư lão tổ tần phong cả ra tới linh khư trong động phủ, bế quan. Không gian thu hẹp trong, không ngừng vang lên, bịch bịch, bịch bịch, tiếng tim đập. Vừa bắt đầu là hai khỏa trái tim có lực tiếng tim đập, nhưng đã đến đằng sau, dần dần liền chỉ còn lại một trái tim tiếng tim đập. Trong đó một trái tim, tự hồ là bị thôn phệ. Một cổ hỗn độn khí tức từ tầng phong trên thân xuất hiện, còn có vô số đạo xanh biết quan mang. Bất quá những cái kia khí tức, đều bị không hiểu khóa tại tầng phong bốn phía không cao hơn năm thước. Mà ở bên trong vùng không gian này, cơ hồ đã trở thành sinh cơ đại danh từ. Cổ này sinh cơ, cho người cảm giác, đừng nói là sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, cho dù là người chết đi vạn năm, cũng có thể từ sinh mệnh trường hà bên trong đem ngươi cứu trở về tới. Tầng phong phía sau, bắt đầu xuất hiện một cây thanh sắc hoa sen. Cái này thanh liên, tự hồ là sinh trưởng ở trong hỗn độn, cắm rễ ở một khối đồng xanh phía trên. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Theo sau, tần phong mạnh mở mắt ra, trong mắt lóe lên kinh lôi. Hắn hơi hơi mở miệng, bên ngoài cơ thể những cái kia dị tượng, toàn bộ bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Oanh! Sau đó, tần phong toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên ống ánh trong suốt lên tới. Thanh sắc quan mang, đem hắn toàn bộ người bọc lại. Huyết nhục bắt đầu biến hóa xương cốt bắt đầu biến hóa xương cốt bắt đầu biến hóa ngay cả mỗi một cộng tóc cũng bắt đầu trở nên cùng dĩ vãng không đồng dạng lên tới tầng phong trong cơ thể mang theo thanh mang chân nguyên lao nhanh như biển bắt đầu giúp tầng phong xông phá một đạo lại một đạo quan ải dĩ vãng hạn chế tầng phong bình cảnh tại giờ khắc này hoàn toàn liền giống là một tầng hơi mỏng giấy một dạng dễ như trở bàn tay liền bị đâm thủng mà tần phong khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Vương giả cảnh giới. Vương giả tiền kỳ. Vương giả trung kỳ. Vương giả hậu kỳ. Cuối cùng, tần phong thực lực ngừng lại tại vương giả đỉnh phong. Tất cả dị tượng cái này mới biến mất. Trong hư không, tự hồ có một tiếng thở dài xuất hiện. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, lưu lại hư không một tiếng thở dài. Tất cả dị tượng biến mất, một lần nữa thuộc về phục bình thường. Một khỏa yêu đế chi tâm, khiến tần phong từ đại tông sư trung kỳ, đột phá đến vương giả cảnh đỉnh phong. Còn kém một chút xíu điểm, tần phong liền có thể lại phá một tầng lầu, thẳng trên tôn giả cảnh giới. Tần phong đứng lên tới, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, không nhịn được cảm thán một tiếng. Đây chính là vương giả cảnh giới lực lượng sao? thực tế là quá mạnh tần phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì nói vương giả khó khó mà vượt long môn đột phá trở thành vương giả cảnh giới cường giả đều có thể nhận đến thánh địa coi trọng không dám thất lễ bởi vì cùng đại tông sư cảnh giới tu hành giả hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp cùng vương giả so với đại tông sư liền giống là tiểu hài một dạng tần phong thực lực bây giờ cùng trước kia so với này thật là khác một trời một vực mặc dù một khỏa yêu đế chi tâm chỉ khiến tần phong tăng lên tới vương giả dạ cảnh giới đỉnh phong nhưng là tần phong cũng rất hài lòng bởi vì yêu đế chi tâm cho tần phong mang tới lớn nhất thu hoạch không phải tu vi tăng lên mà là nó bị thêm vào đồ vật thể chất biến hóa còn có yêu đế truyền thừa mang theo đủ loại công pháp bí kỷ cái này mới là có giá trị nhất đồ vật lúc này tần phong dù là không có cái gì hệ thống cho hắn thời gian nhất định, Tần Phong cũng có tự tin, có thể siêu phạm nhập thánh. Thậm chí, càng cao, cảnh giới tu hành tại tác phẩm tương quan, muốn nhìn có thể đi nhìn. Thời tiết lúc lạnh lúc nóng, cảm mạo, rất khó chịu, viết đến cũng mơ mơ màng màng, hôm nay liền viết giữ gốc đi, chờ ta ngày mai trạng thái khôi phục điểm, lại thêm càng. Xin lỗi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 giống nhau như đúc đệ nhị can nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhưng mà mặc kệ mình bây giờ lấy được dạng gì chỗ tốt thực lực lấy được bao lớn tăng lên cái này đều không phải tần phong quan tâm nhất sự tình hắn quan tâm nhất là hắn tần phong cuối cùng đã tới vương giả cảnh giới điều này có ý vị gì tần phong cúi đầu nhìn nhìn bản thân này có nếp nhăn cùng lão nhân ban hai tay không nhịn được cười lên ha hả hắn rốt cuộc có thể cho bản thân trở nên càng tuổi trẻ. Lúc đầu còn cho rằng cần chờ đủ hai tháng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái hai tinh cấp nhiệm vụ, liền khiến bản thân thành công đột phá vương giả cảnh giới. Tần Phong đã sớm nhìn bản thân bộ này, già nua, bộ dáng khó chịu. Trong cơ thể có một khỏa tuổi trẻ tâm, lại hất lên một bộ già nua bề ngoài. Tần Phong đưa tay, gọi ra một chiếc gương. Nhìn xem mặt kính, tần phong hướng về phía trong gương già nua bản thân nói hôm nay qua đi ngươi cái này phó thân xác thối tha cho ta có bao xa lăn bao xa theo sau tần phong tâm niệm khẽ động già nua vẻ mặt bắt đầu dùng một loại cực nhanh tốc độ cởi ra da lỏng bắt đầu căng thẳng lên tới đầu đầy tóc trắng cũng biến thành tóc đen ngắn mũi chốc lát tần phong liền từ trăm tuổi tuổi cao biến thành một cái hai mươi tới tuổi năm nhân bộ dáng Tần Phong nhìn kỹ, tuổi trẻ bản thân, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải cùng ta kiếp trước giống nhau như đúc sao. Tần Phong không nghĩ tới, bản thân chỉ là khiến cổ thân thể này trẻ trung hóa, phản lão hoàn đồng, sau đó cuối cùng lấy được lại là bản thân kiếp trước hình dạng. Đây cũng quá, quá cái kia đi. Tần Phong nguyên bản cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, liền tính bản thân trẻ trung hóa, sau hình dạng cùng bản thân không đồng dạng, này cũng không có cái gì tâm lý phản ứng dù sao mặc kệ thân thể này lớn lên thành hình dáng ra sao sung sướng thời điểm sẵn đều là bản thân nhưng là làm phát hiện cuối cùng bộ dáng vẫn là bản thân thời điểm tần phong tự nhiên là có điểm tâm tình phức tạp hoặc có lẽ là là chấn kinh bởi vì tần phong tâm lý rõ ràng bản thân cũng không có cố ý cải biến thân thể của mình kết cấu cho bản thân dịch dung biến thành kiếp trước bản thân bộ dáng cho nên vậy liền là nói cái này linh khư lão tổ tướng mạo cùng kiếp trước bản thân thật là giống nhau như đúc tần phong nghĩ tới cái gì khẩn trương cúi đầu đưa tay khuấy động thoáng cái bản thân dây lưng quần giải khai sau đó xem xét thân thể đều khôi phục tuổi trẻ lão nhị tự nhiên cũng giống như vậy khôi phục hùng phong một dạng cự vật kích thước đều như thế tần phong không nhịn được lẩm bẩm nói thật đúng là mẹ nó giống nhau như đúc a lớn lên giống thậm chí giống nhau như đúc còn có thể dùng dịch dung hoặc là trùng hợp để giải thích nhưng là tần phong là tuyệt đối tin tưởng vĩnh viễn cũng không thể có hai cây đồng dạng cử vật đây chính là nam nhân tôn nghiêm làm sao có thể cùng người khác một dạng đây tần phong nghĩ cũng nghĩ không thông liền hỏi hệ thống nhưng mà hệ thống cũng chưa hồi phục tần phong cuối cùng chỉ có thể đem cái này nghi hoặc ẩn giấu ở trong lòng dự định chờ mình đăng lâm tuyệt đỉnh sau lại tới cái vấn đề này. Tần Phong trong lòng không hiểu lại nhiều một cổ động lực. Tần Phong không nghĩ nhiều nữa, chỉnh lý tốt tự thân y phục, trên một thân nhìn lên tới đã uy nghiêm, lại vừa người áo choàng. Sớm tại Tần Phong có dự định tại sau đó khiến bản thân khôi phục tuổi trẻ sau, liền kêu người giúp làm những cái này áo choàng, cho nên đương nhiên sẽ không sợ chưa y phục xuyên. Mặc lên áo choàng sau lại nhất thẩm xem bản thân, Tần Phong gật gật đầu, hài lòng nói: Quả nhiên không sai. Sau đó, Tần Phong đi ra bế quan. Trong động phủ, Diệp Uyển Nhi còn đang ngẩn người ngồi, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a, à, miệng bị Tần Phong cho phong bế, trừ ô ô ô, thanh âm gì đều phát không ra. Đều bộ dạng này, chỉ cần là một cái bình thường một điểm người, làm chuyện gì cũng sẽ không nhất lên hứng thú gì tới. Cho nên Diệp Uyển Nhi chỉ có thể ngẩn người, đồng thời tâm lý oán hận nói: Cái kia Linh Khư lão tổ thật là không hiểu thương Hương Tiếc Ngọc. Nàng thế nhưng là đạo nhất thánh địa thánh nữ. Từ trước đến nay đều không có người dám bộ dạng này đối với nàng. Mà cái này Linh Khư lão tổ chẳng những trói lại nàng, còn đem đưa nàng giam lỏng lên tới. Mặc dù thân là tu hành giả, Diệp Uyển Nhi đối với loại chuyện như vậy đã sớm có chuẩn bị tâm lý thậm chí nghĩ tới bản thân sẽ một ngày nào đó đi ở trên đường bị một chiêu từ trên trời giáng xuống chưởng pháp chụp chết. Nhưng là thật làm cái này hết thảy rơi xuống bản thân trên đầu thời điểm, nàng vẫn là rất phiền não. Chỉ bất quá, nàng không muốn tại tầng phong trước mặt biểu hiện ra bản thân phiền não, cho dù là bị giam lỏng, nàng cũng muốn biểu hiện ra bản thân thánh nữ tư thái tới. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền tới. Diệp Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái lạ lẫm tuổi trẻ người xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong cái này trong động phủ không phải chỉ có mình và linh khư lão tổ sao mà còn cái này tuổi trẻ người trên thân có đặc thù khí chất cực kỳ đặc biệt tựa hồ thiên địa vạn cổ chỉ có một mình hắn còn có một cổ khiến diệp uyển nhi cảm giác thật thoải mái khí tức không hiểu thân thiết loại này cảm giác vừa xuất hiện dịp uyển nhi nội tâm tức khắc liền cảnh giác lên tới ô ô ô dịp uyển nhi muốn uống hỏi ngươi là ai nhưng là lại quên bản thân nói không ra lời tới chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm nhìn xong chương này không cần vội vã tại bình luận sách hỏi tại sao phải trẻ ra trừ phi các ngươi thích lão đầu và tiểu cô nương cái kia về phần cái khác nghi hoặc ta tin tưởng tại sao hai tấm đều có thể giải quyết các ngươi vấn đề tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Nguyễn Nhi Chấn Kinh, Đệ Tam Càng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tần Phong nhìn thấy Diệp Nguyễn Nhi xem xét đến bản thân, liền như là thấy được tặc một dạng, đề phòng vô cùng. Tần Phong không nhìn được lắc đầu bật cười, chậm chạy bộ đi qua. Diệp Nguyễn Nhi cảnh giác chiến lên tới, chậm rãi lui về sau, trong miệng ô ô ô tại hô hào. Vội cái gì, nơi này là ta động phủ, làm sao lại có những người khác? Tần Phong vung tay lên, đem Diệp Uyển Nhi miệng cấm giải khai. Hô! Diệp Uyển Nhi tức khắc thở hổn hển một miệng lớn khí, trước đó thực tế là nhẫn nhịn chiếm được mình cực kỳ khó chịu. Ngươi là ai? Nàng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, ngữ khí rất lạnh. Ngươi nói ta là ai? Tần Phong bó tay nhìn xem Diệp Uyển Nhi. Cái này sợ không phải là bị bực bội đã lâu, đầu óc đều cho nhìn gần chết đi. Bản thân là bị người nào cho cấm nói, nhanh như vậy liền quên. Diệp Uyển Nhi vừa mới cũng chỉ bất quá là vô ý thức đem bản thân trước đó một mực muốn nói chuyện cho nói ra mà thôi, sau đó lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy không đúng. Cái này trên thân có thân thiết khí tức, tuổi trẻ người vung tay lên, bản thân liền có thể mở miệng nói chuyện chẳng lẽ nói Linh Khư lão tổ? Diệp Uyển Nhi trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình tới. Không phải vậy đây. Tần Phong trên thân khí tức tùy theo một biến, Diệp Uyển Nhi phản phất lại nhìn thấy cái kia già nua Linh Khư lão tổ xuất hiện ở trước mặt mình. Khác biệt duy nhất là hiện tại cái này Linh Khư lão tổ hắn thực tế là quá trẻ tuổi. Ngươi, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Diệp Uyển Nhi thở một hơi, đã là linh khư lão tổ, nàng liền không có lo lắng như vậy. Mặc dù vừa mới nàng còn ở trong lòng mắng Tần Phong, nhưng là nàng cũng biết. Tần Phong mặc dù giam lỏng nàng, nhưng cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, cho nên Diệp Uyển Nhi mới có thể tương đối yên tâm ở chỗ này trong, thậm chí đáp ứng cùng Tần Phong hợp tác. Chỉ bất quá, Diệp Uyển Nhi tâm lý lập tức lại hiện lên ra nồng đậm nghi vấn. Cái này, linh khư lão tổ không phải vừa mới tiến vào bế quan sao có thế cái này mới gần nửa ngày hắn vậy mà liền ra tới còn còn cải biến bộ dáng không đúng là trẻ ra cái này liền giống là mới vừa cùng ngươi hàn huyên rất không sai hấp dẫn mùi tử đi nói lội nhà cầu hồi đến sau đó biến thành đại điếu mùi tử một dạng họa phong mặc dù có điểm không đúng nhưng đạo lý vẫn là không sai biệt lắm Diệp uyển nhi tâm lý là cực kỳ kinh ngạc. Không liền trẻ ra nha, có cái gì tốt kỳ quái. Tần Phong nhún vai, nói cho bản thân muốn bình tĩnh, muốn quen thuộc. Sau đoán chừng sẽ có càng nhiều cùng dịp uyển nhi một dạng ánh mắt. Bất quá, chỉ cần không để đế ý đến liền tốt. Tần Phong không có giải thích, nhưng mà, dịp uyển nhi quan sát một chút Tần Phong, nghĩ tới thánh địa trong những cái kia tóc bạc đồng nhan cường giả nhóm. Trong lòng khẽ động, tức khắc buộc miệng nói ra nói, ngươi trở thành vương giả. Tần Phong gật gật đầu, nói ra. Ân. Tần Phong cảm thấy, cái này không có cái gì tốt đắc ý. Thân là xuyên Việt giả, còn thân phụ hệ thống, cho tới bây giờ đều còn không thể cử thế vô địch, thực tế là có điểm xấu hổ. Huống chi, Diệp Uyển như thế nhưng là đạo nhất thánh địa thánh nữ, ở trong đó, Tông Sư mặc dù không có khả năng nói là đi đầy đất, nhưng cũng là một trảo một bó to, vương giả nói, cũng không số ít hơn nữa còn có mạnh hơn mình. Cho nên Tần Phong không có cái gì đáng giá đắc ý. Có lẽ chỉ cần chờ mình lúc nào đạp bằng đông hoang tất cả thánh thế lực sau, mới có thể hảo hảo trang một đợt bước đi. Nhưng mà, Diệp Uyển Nhi lúc này nội tâm lại là cực kỳ chấn động. Nàng thế nhưng là biết, liền trước đây không lâu trước đó, cái này Linh Khư Lão Tổ vẫn là Đại Tông Sư Cảnh Giới Trung Kỳ. Căn cứ nàng trước kia tài liệu điều tra cho thấy, Linh Khư Lão Tổ tiềm lực có hạn, đời này cũng không thể đột phá đến vương giả thậm chí ngay cả đại tông sư cảnh giới hậu kỳ cũng khó khăn nhưng bây giờ nhìn xem tần phong hời hợt tại nàng không giải thích được nói ra hắn đã trở thành vương giả cảnh giới tu hành giả sau diệp uyển nhi làm sao có thể không kinh hãi liền tính là vừa mới trở thành vương giả tần phong này cũng là lưỡng liên nhảy a à. hơn nữa nhìn tần phong quanh thân khí tức không có chút nào không ổn bộ dáng đó mới không phải vừa mới trở thành vương giả bộ dáng đây. Diệp Uyển Nhi cưỡng ép khiến bản thân nội tâm chấn kinh thu liễm lại tới, hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tần Phong, miễn cưỡng mở miệng cười nói: "Vậy chúc mừng ngươi a. À? Ngươi liền không có cái gì nghi hoặc sao?" Tần Phong hiếu kỳ dò xét nàng một cái. "Có, mà còn rất nhiều." Diệp Uyển Nhi nhìn chầm chầm Tần Phong một cái, nhưng là ta biết, ngươi sẽ không cùng ta nói người thông minh tần phong gật gật đầu đối diệp uyển nhi bày tỏ thưởng thức xác thực liền tính diệp uyển nhi hỏi tần phong cũng sẽ không chuyên môn đi là tại mùi tử trước mặt trang cái bức liền đem bản thân bí mật nói ra mỹ nữ một lắc lư liền nói càng lời nói thật loại người này liền là trẻ con miệng còn hôi sữa ngược lại thời điểm chết đều không biết thế nào chết bất quá ta ngược lại là còn có một nghi vấn diệp uyển nhi bỗng nhiên lại nói Tần Phong gật đầu nói. Nói. Nếu là phổ thông nghi vấn, Tần Phong tự nhiên tùy thời có thể giải đáp. Diệp Uyển Nhi nhìn chầm chầm Tần Phong một cái, sau đó giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Làm là linh khư động thiên lão tổ tông, ta rất hiếu kỳ, đến lúc ngươi là phải lấy bộ này vẽ mặt đi gặp ngươi những đệ tử kia cùng đời sau nhóm đâu, vẫn là lần nữa khôi phục bản thân này và nua vẽ mặt. Cái này kỳ thật mới là tương đối nghiêm túc vấn đề to lớn một cái linh khư động thiên, mấy vạn đệ tử, nếu là khiến bọn họ hôn một cái bề ngoài chỉ là hơn 20 tuổi tuổi trẻ người là lão tổ tông nói. Sợ không biết tâm lý sẽ ra sao. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Kinh hỷ đệ tử cùng các trưởng lão, đệ tứ can. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đối với cái vấn đề này, Tần Phong đã sớm suy tư qua, hắn có cái gì tốt lo lắng tại thực lực này vi tôn thế giới đừng nói bản thân khôi phục trưởng thành người tuổi trẻ bộ dáng liền tính bản thân biến thành một cái ba tuổi tiểu hài bộ dáng linh khư động thiên những người kia cũng đến ngoan ngoãn kêu bản thân lão tổ tông huống chi làm thực lực đạt đến cảnh giới nhất định sau mọi người nhận nhau liền không phải dựa vào khuôn mặt quen thuộc mà là nhìn lẫn nhau giữa khí tức đương nhiên diệp uyển nhi tu vi bị tần phong phong bế cho nên vừa mới cũng không thể dựa vào khí tức phán đoán tần phong là ai. Mỗi cá nhân khí tức đều là duy nhất, không thể nào hoàn toàn giống nhau. Khí tức có thể ẩn tàng, nhưng là xuất thủ mà nói, lại không có cách nào ẩn tàng. Cũng có cường giả có thể bắt chước người khác khí tức, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong cấp bậc thấp mà thôi. Đến cảnh giới nhất định sau, ngoài vạn dặm, liền có thể căn cứ khí tức khóa chặt một cá nhân vị trí, tinh chuẩn vô cùng. Nếu là đến đại đế loại này tầng thứ, vượt qua thời gian trường hà cũng có thể khóa chặt một cái người khí tức. Cho nên, vẻ mặt ngược lại không có quá lớn tầm quan trọng, chân chính đại năng giả đều là tướng do tâm sinh, không có một cái đặc biệt tiêu chuẩn. Cũng chính là nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phong mới như vậy quả quyết khiến bản thân trở nên tuổi trẻ lên tới. Bất kể nói thế nào, bản thân nhìn bản thân cảm thấy thuận mắt mới là trọng yếu nhất. Cho nên Tần Phong nhàn nhạt đối Diệp Uyển Nhi nói. Ta Tần Phong hành sự, không cần hướng người khác giải thích. Diệp Uyển Nhi. Tốt đi, nàng không có lý do phản bác. Hít một hơi thật sâu, Diệp Uyển Nhi nói ra. Vậy tùy ngươi. Theo sau nàng ngồi xuống, cầm lên trước đó vẫn không có kiên nhẫn xem sách nhìn lên tới. Này sớm đã không phải là cái gì công pháp, mà là nguyên lai linh khư lão tổ thu thập đồng hoang đại lục, giật văn ghi chép, không có chuyện gì làm thời điểm dùng tới tiêu phí thời gian cũng là rất tốt chỉ bất quá diệp uyển nhiên ngồi xuống sau tự hồ là cảm thấy cách tần phong có điểm xa không nhìn được vụn trộm nhúc nhích một cái thân thể khiến bản thân cách tần phong càng gần một điểm ân hắn trên thân khí tức thật tốt thân thiết a à. diệp uyển nhi không nhìn được ở trong lòng nghĩ tới diệp uyển nhi cử động khiến tần phong âm thầm buồn cười nàng sợ dĩ sẽ như thế tần phong tự nhiên biết nguyên nhân hắn luyện hóa cái này yêu đế chi tâm thế nhưng là thanh đế vạn cổ thanh thiên một cây sen thanh đế rất lớn trình độ trên đại biểu cho sinh tại tần phong đem này yêu đế chi tâm phía trên đại đế khí tức hoàn toàn luyện hóa về sau yêu đế chi tâm còn dư càng nhiều là sinh cơ sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng nặc chỉ cần là sinh linh tự nhiên sẽ trước tiên cảm giác được thân cận dịp uyển nhi có loại này vô ý thức cử động tự nhiên chẳng có gì lạ tần phong không có cùng dịp uyển nhi tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì rất nhanh liền rời đi động phủ dịp uyển nhi kỳ thật cũng nhắc nhở tần phong là muốn cùng đệ tử mình đời sau nhóm nói một tiếng bằng không mà nói sau đó gặp mặt bọn họ cũng lúng túng tần phong mới vừa ra động phủ linh khư động thiên những cái kia tông sư nhóm liền cảm ứng được lão tổ xuất quan lão tổ cuối cùng ra tới. Trước đó chuyện kia, nhất định phải hướng lão tổ bẩm báo. Tần Phong trực tiếp cho bọn họ truyền âm, khiến bọn họ tới Linh Khư Đại Điện tìm bản thân. Làm Tần Phong đi tới Linh Khư Đại Điện thời điểm, những cái kia nữ đệ tử nhóm đều là giật mình. Các nàng cùng dịp Uyển Nhi không sai biệt lắm. Bất quá, tại Tần Phong này ra tượng trưng thân phận của mình đặt chế thân phận bài, sau đó lại phóng xuất ra bản thân này quen thuộc khí tức sau, Tất cả nữ đệ tử liền đều không kinh hãi, đều minh bạch nhà mình lão tổ trẻ ra. Chờ Tần Phong đi vào trong đại điện sau, những cái kia tuổi trẻ nữ đệ tử nhóm lúc này mới bắt đầu thấp giọng nghị luận lên tới. Mà lần này, các nàng nghị luận vấn đề so dĩ vãng muốn. Càng thêm cái kia. Lão tổ vậy mà trẻ ra. Cái này. Lão tổ trước kia thế nhưng là không để ý những cái này a, à. hiện tại dạng này tử thoại có phải hay không đại biểu hắn muốn cùng những cái kia cái khác động thiên lão tổ một dạng a à? người nào biết đâu nghe nói có chút động thiên lão tổ liền dung mạo cũng lười nhát biến hóa thoáng cái một mực đều là loại này già nua bộ dáng còn không phải như vậy thê thiếp thành đàn đem so với dưới chúng ta lão tổ liền là quá ân ừ, thanh tâm quả dục dù sao đối với lão tổ cấp độ kia tu hành giả tới nói tuổi thọ là chúng ta gấp mấy chục lần tổ chất thân thể cực mạnh cái gì đều như thế. Dù sao ta liền cảm thấy lão tổ trẻ ra, toàn bộ người đều so trước kia muốn trông tốt, mà còn khí chất vô song. Nếu là lão tổ thật giống cái khác động thiên những lão tổ kia một dạng nói. Vậy chúng ta cơ hội liền tới. Dù là các nàng thanh âm áp cực thấp, đã đạt đến vương giả dạ cảnh giới tần phong, đều có thể đem các nàng trong lúc nói chuyện với nhau cho phép không sót một chữ nghe xong. Sau khi nghe xong, Tần Phong ngược lại là không có sinh khí bọn họ phía sau nghị luận bản thân, mà là rất hài lòng gật gật đầu. Nhìn đến, vẫn là tuổi trẻ điểm mới có thể hấp dẫn người, bằng không mà nói, có mạnh hơn một bộ nhanh lão già chết tiệt dạng, cũng không có ai sẽ thích a. À. Không bao lâu, linh khư động thiên những cái kia các trưởng lão, trừ một chút tại bế quan hoặc là bên ngoài ra, còn dư trưởng lão tất cả đều đi tới trong đại điện làm bọn họ nhìn thấy tuổi trẻ tần phong cao cao ngồi ở đó rồi cái bảo tọa thời điểm sửng sốt một chút lại cẩn thận cảm thụ một chút tần phong trên thân cổ kia quen thuộc lão tổ tông khí tức sau đó nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh hỷ biểu tình lão tổ tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiết tu người ta tu tâm bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Ta thực sự không phải loại người như vậy, một phần năm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Những cái kia các trưởng lão, nguyên một đám nhìn xem Tần Phong, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Phong nhìn thấy bọn họ biểu tình, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ nhận biết ra tới, ta đột phá đến vương giả dạ cảnh giới. Ta đều còn không có thả ra khí thế, chờ đến bọn họ hỏi thời điểm lại đánh tính trang một đợt bước đây lập tức liền bị đoán ra tới thật không có ý tứ tần phong tự nhiên là có điểm buồn bực cùng bản thân tưởng tượng hòa phong hoàn toàn khác nhau a à? nhưng mà tiếp theo tới những cái kia các trưởng lão nói chuyện khiến tần phong biết tự mình nghĩ sai lão tổ ngài muốn cái gì bộ dáng thị nữ ta lập tức đi giúp ngài tìm lão tổ đệ tử biết động thiên bên ngoài phích lịch thành thành chủ, có một nữ nhi, lớn lên quốc sắc thiên hương, mà còn tu hành coi như có thiên phú, hôm nay ta liền khiến này phích lịch thành chủ tướng nữ nhi của hắn đưa tới. Lão tổ, đệ tử nơi này có một phần động thiên trong nữ đệ tử sàng lọc ngọc sách, bên trong có các nàng tướng mạo, ngài có thể nhìn nhìn. Lão tổ, một đám trưởng lão liền tự như là điên cuồng một loại, kích động nói. Nhưng mà Tần Phong nghe đến, lại là mộng bức. Bọn họ đang nói gì? Thì nữ. Thành chủ nữ nhi. Quốc sắc thiên hương. Nữ đệ tử sàng lọc ngọc sách. Chẳng lẽ bọn họ không phải bởi vì cảm giác được ta đột phá vương dạ cảnh giới mà kích động sao? Lập tức, Tần Phong nghĩ tới mình bây giờ tuổi trẻ bộ dáng, cái này vừa muốn minh bạch, những cái này trưởng lão đến cùng vì cái gì kích động. Mơ mơ thờ, những cái này lão gia hỏa, Tình cảm là cho rằng ta rốt cuộc dự định mở hậu cung a, cái này mới kích động như vậy." Tần Phong trong lòng bó tay. Cường giả đều có đặc quyền, đặc biệt là cường giả huyết mạch, bao nhiêu thế lực đều hy vọng tông môn của mình cường giả có nhiều điểm dòng giỏi. Cường giả hài tử, mặc dù thiên phú khả năng không có mạnh như vậy, nhưng cũng sẽ không quá kém. Chỉ bất quá, rất nhiều tu hành giả tại không có đạt đến cảnh giới nhất định trước đó sẽ rất ít suy nghĩ đến huyết mạch truyền thừa vấn đề hoặc là chính là mình thực tế là không có tiềm lực đột phá xuống dưới mới có thể suy tính một chút hậu bối cho nên mới có thánh tử đế tử trước kia linh khư lão tổ xem như là trường hợp đặc biệt tại nhỏ yếu thời điểm tìm mấy cái đạo lữ sinh rất nhiều cái hài tử sau đó cường đại sau liền lại cũng không có nghĩ tới lại tìm một lòng nghĩ đột phá chỉ bất quá hắn thiên phú thực tế là rác rưởi vẫn không có biện pháp tiếp tục mạnh lên. Tông môn các trưởng lão đã sớm hy vọng Linh Khư lão tổ có thể tìm nhiều mấy cái thị nữ, nói như vậy, nếu là có hài tử nói, nói không chừng có thể khiến Linh Khư động thiên nhiều ra mấy cái tông sư tới, nói không chừng còn có thể có đại tông sư. Về phần bối phận vấn đề, một loại mọi người cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này. Một cái trưởng lão hấp tấp chạy tới tầng phong trước mặt, đem hắn nói cái kia ngọc sách đưa qua tới tần phong nhìn hắn một cái bộ dạng này không tốt à ta tần phong là loại người như vậy sao thật muốn từ nữ đệ tử bên trong chọn vì thế tần phong dài thở dài một hơi nói ra đã các ngươi đều kiên trì như vậy cũng chỉ có thể dạng này mọi người đều có thể làm chứng ta tần phong linh khư lão tổ thật không phải loại người như vậy ta là thuần khiết tích tất cả đều là đám này, lão gia hỏa, bức lấy ta tìm thị nữ. Tần Phong không có nhận lấy phần kia ngọc sách, mà là đối cái kia trưởng lão nói. Vấn đề này ngươi phụ trách đi, ta liền lười nhát nguyên một đám chọn. Nói nhảm, toàn bộ linh khư động thiên mấy vạn đệ tử. Cho dù là nữ đệ tử, này cũng có một vạn tả hữu. Tần Phong cũng không muốn nguyên một đám chọn, dù sao phía dưới có người, liền khiến cái này trưởng lão đi làm liền tốt, này trưởng lão gật gật đầu lại hỏi nói lão tổ muốn chọn lựa bao nhiêu cái thị nữ sau tuyển tần phong ngẫm lại ba mươi cái đi ta cuối cùng lại từ trong đó tuyển mấy cái liền có thể nếu là thật chọn mấy ngàn cái vậy thì có điểm cái kia cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn trưởng lão hội ý gật gật đầu đối tần phong bỗng nhiên nghĩ tới liền đối này trưởng lão nói không thể cưỡng bách hết thảy tự nguyện này trưởng lão sững sờ lập tức nói ra lão tổ yên tâm thành trở thành ngài thì nữ này là những cái kia nữ đệ tử phúc khí tin tức một truyền ra ngoài chỉ sợ những cái kia nữ đệ tử nhóm các nàng tranh đoạt muốn tới tần phong đột nhiên có một loại bản thân liền là trước kia cổ đại hoàng đế cảm giác quyền sinh sát trong tay đều tại bản thân một ý niệm bất quá lại nghĩ tới linh khư động thiên vốn chính là cái này linh khư vực thế lực tối cường người phía dưới đều là bản thân phụ thuộc tự mình nghĩ lại là linh khư động thiên lão tổ tông này cùng lập hoàng đế cũng không hề khác gì nhau không đúng so hoàng đế còn ngưu bức những chuyện này cũng không phải là tần phong hôm nay kêu những cái này trưởng lão tới mục đích tần phong chủ yếu mục đích vẫn là cho bản thân những cái này tiểu đệ phát cho quyền lợi cùng các ngươi nói một chuyện tần phong nhàn nhạt mở miệng nói đông đảo trưởng lão tức khắc nghiêm nghị thân thể hơi nghiêng về phía trước làm ra một bộ lắng nghe hình dáng tần phong hài lòng gật gật đầu sau đó nói các ngươi trước đứng vào vị trí tần phong chỉ chỉ trong đại điện đất trống nói ra mới vừa tiến nhập tông sư cảnh giới đứng bên trái tông sư đỉnh phong đứng bên phải những người khác đứng đến trung gian tới mặc dù không rõ ràng tần phong rốt cuộc muốn làm gì nhưng là những cái này trưởng lão đều vẫn là ngoan ngoãn căn cứ tầng phong phân phó, căn cứ thực lực mình đứng qua một bên. Ở đây tông sư tổng cộng 387 người. Đứng ở bên trái mới vào tông sư cảnh giới có 60 người. Đứng ở bên phải tông sư cảnh giới đỉnh cao có 40 người. Đứng ở chính giữa cái khác tông sư thì là có 287 người. Bế quan, không tại, không nói. Nhìn thấy những cái này trưởng lão rất nghe lời, Tần Phong rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó Tần Phong thần niệm khẽ động, liền là hơn 300 nói thần niệm hóa phân ra tới, truyền đến những cái kia trưởng lão đầu óc trong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Môn phái, mô hình mở ra 2 phần 5 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Làm là một cái hố thiên môn phái lão tổ tông, Tần Phong kỳ thật muốn cân nhắc đồ vật cũng không ít, bản thân đều thành vương người, cũng không thể tông môn của mình bên trong các trưởng lão đều vẫn là tông sư cảnh giới đi. Gián dấp kia ra ngoài rất không có bài diện. Bản thân thủ hạ thực lực mạnh, bản thân cũng có thể tương đối nhẹ nới lỏng. Thân là thường vị giả, mọi thứ không cần mọi chuyện cung thân, có chuyện gì giao cho mình tiểu đệ đi làm liền là. Tỷ như lần trước, tại phích lịch thành bên ngoài, nếu không phải là bản thân có nhiều như vậy tông sư cảnh giới, tiểu đệ, chỉ sợ thật đúng là khó mà đem này huyết ma lão nhân giải quyết. Nhưng cái kia là một lần, vạn nhất lần sau nếu là gặp càng cường đại đối thủ. Hoặc có lẽ là đối phương cũng là người đông thế mạnh đây. Này tự nhiên là muốn nhìn người nào quần đấu càng thêm lợi hại. Liên tính là đạt đến đại đế loại này khủng bố cảnh giới, hai cái đại đế cũng là muốn sau một cái đại đế ngưu bức A. Cho nên Tần Phong là có ý thức bồi dưỡng bản thân thủ hạ. Mà còn... Tần Phong còn có một cái ưu thế. Vậy liền là hắn có thể nhìn thấy trước mặt mình cái này viết các trưởng lão đối với mình mình độ trung thành. Độ trung thành đạt đến 60 trở lên liền tính hợp cách, cơ bản sẽ không phản bội. Giống như lão mặt loại này đi theo Tần Phong hơn 100 năm, càng là đạt đến 99 độ trung thành, tùy thời có thể là Tần Phong đi chết. Về phần 100% độ trung thành, này một loại chỉ có khôi lỗi mới có thể đạt đến. Tần Phong lần này đạt được lợi ích không nhỏ, yêu đế trong truyền thừa có rất nhiều thứ, công pháp đều là cao cấp nhất, hơn xa trước kia Linh Khư Lão tổ chỗ thu được những cái kia công pháp phải mạnh hơn. Tu hành giả, trừ thiên phú ở ngoài, công pháp cơ duyên cũng rất coi trọng. Cái này cũng là vì cái gì thánh địa có thể ra tới nhiều như vậy Đại Tông Sư, mà Linh Khư Lão tổ cái này Linh Khư Động Thiên sáng lập nhiều năm, cũng liền hắn và lão Mạc hai cái Đại Tông Sư mà thôi. Đương nhiên, tần phong cũng không keo kiệt mới vào tông sư cảnh giới các trưởng lão hắn cho đều là đỉnh cấp tông sư cảnh giới tu hành công pháp có thể một đường tu hành đến đại tông sư mà tông sư cảnh giới đỉnh phong những cái kia trưởng lão hắn thì là cung cấp yêu đế truyền thừa trong liên quan tới như thế nào đột phá đại tông sư tâm đắc cùng sau tu luyện công pháp cái khác những cái kia trưởng lão tần phong cũng là căn cứ bọn họ tu vi cảnh giới dành cho thích hợp nhất bọn họ trước mắt công pháp mà mỗi cá nhân, Tần Phong cũng ném một chút yêu đế trong truyền thừa chiến đấu bí pháp, có thể khiến bọn họ sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Còn có một chút luyện đan luyện khí pháp môn, Tần Phong dự định tại sao đều giao cho Động Thiên trong những cái kia chuyên môn nghiên cứu những cái này các trưởng lão. Tóm lại, Tần Phong dự định muốn khiến toàn bộ linh khư Động Thiên thực lực đều tăng lên rất nhiều. Những cái kia các trưởng lão tiếp nhận Tần Phong thần niệm, đều tại nhắm mắt cảm thụ được tầng phong thần niệm bên trong chỗ bao hàm đồ vật cái này một cảm thụ bọn họ đều sợ ngay người cái này loại này công pháp so với chúng ta trước kia tu luyện cao thâm hơn nhiều a à? liền là thánh địa đỉnh cấp công pháp sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi ta ta đột phá đại tông sư cảnh giới có hy vọng có loại bí pháp này trong thời gian ngắn ta chiến lực khẳng định có thể tăng lên rất nhiều những cái kia các trưởng lão ngắn mũi tiêu hóa thoáng cái tầng phong cho những thứ này công pháp, sau đó hồi thần lại tới, nguyên một đám thần sắc so trước đó muốn càng thêm kích động, đồng thời, nhìn xem tầng phong biểu tình, cũng có càng nhiều cảm kích. Đa tạ lão tổ ban phát. Tạ ơn lão tổ tông. Lão tổ. Các trưởng lão nguyên một đám không mình hành lễ, thậm chí, kém điểm nghỉ quỳ xuống. Trưởng lão Tần Sơn, độ trung thành về 20 trưởng lão Tần Lan Thiên, độ trung thành từ 15. Trưởng lão Sông Lớn, độ trung thành từ 10. Theo lấy những cái này các trưởng lão không mình hành lễ, Tần Phong đầu óc trong truyền tới hệ thống một đống lớn độ trung thành gợi ý. Sau đó, chúc mừng ký chủ, nắm giữ 300 vị trở lên độ trung thành đạt đến hợp cách tông sư cảnh giới trưởng lão, mở khóa môn phái mô hình. Hệ thống thanh âm truyền tới. Sau đó Tần Phong thuận thế mở ra xem xét, nhìn thấy bản thân giao diện thuộc tính bên cạnh lại nhiều ra tới một cái môn phái thần niệm thăm dò vào trong đó tần phong đầu óc trong tức khắc hiện lên ra tới một chút số liệu thống kê rất trực quan cơ bản chính là chính mình sở tại linh khư động thiên tất cả trên danh nghĩa thuộc về linh khư động thiên người đều tại trong đó nhỏ đến tạp dịch lớn đến tông sư cảnh giới trưởng lão liền lão mạc bọn họ những cái này ẩn tàng tu hành giả cũng tính ở trong đó Tần Phong có thể nhìn thấy, bọn họ riêng phần mình cảnh giới, cùng tu luyện công pháp, còn có sở hữu pháp bảo loại hình, còn có bọn họ đối với mình mình độ trung thành. Có cái này, ta liền rất thuận tiện a. À. Tần Phong kinh hỉ. Kích phát nhân vật phản diện nhiệm vụ cần đối với mình mình độ trung thành đạt đến 60 trở lên. Bộ dạng này nói, bản thân liền không cần nguyên một đám đi xem đệ tử đối với mình mình trung thành không trung thành, trực tiếp có thể tìm những cái kia độ trung thành hợp cách đệ tử. Mà còn, cái này còn không phải trọng điểm. Có cái này, môn phái thống kê mô hình, bản thân đối với toàn bộ linh khư động thiên nắm giữ, liền càng thêm trực quan, càng thêm thuận tiện. Người nào đối với mình mình trung thành, vừa xem hiểu ngay. Ai là kẻ phản bội, cũng là rất dễ dàng bắt tới. Tại linh khư động thiên, đối ta linh khư lão tổ không trung thành, vậy ngươi còn tại nơi này làm gì? Không phải Bạch Nhãn Lang, liền là gian tế. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Lão cẩu, chịu chết đi, 3 phần 5 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Những cái kia hồng danh, tự nhiên đều là độ trung thành không hợp cách, không có đạt đến 60 người. Tần Phong nhìn một chút, quái, vẫn còn có 10 cái độ trung thành không hợp cách. Tần Phong nhíu mày lên tới. Cái này 10 cái, nói là ở đây trưởng lão. Đối với những đệ tử khác, Tần Phong yêu cầu không có cao bao nhiêu, dù sao tiếp xúc ít cũng không tính là linh khư động thiên trọng yếu nhân vật. Liền như là trước đó Lâm Giai vừa bắt đầu đối Tần Phong cũng không có bao nhiêu trung thành, bất quá tại thấy qua sau, này độ trung thành tự nhiên phòng lên tới. Nhưng là ở đây những cái này trưởng lão, có thể đều là linh khư động thiên trọng yếu nhân vật a. À. Nói một lời chân thật, bọn họ trên cơ bản đều xem như là nguyên lai linh khư lão tổ một tay lôi kéo lên tới mà bộ dạng này đều đối với mình mình không có bao nhiêu độ trung thành thậm chí còn có mấy cái lại là cái đơn vị mới vừa liền tính là tần phong cho bọn họ công pháp quyền lợi cũng không thể khiến bọn họ độ trung thành căng bao nhiêu thậm chí có một cái còn dáng ta lau bọn họ đây là ý gì tần phong tức khắc liền không thể nhịn vừa vặn tâm tình trong nháy mắt biến mất. Tần Phong nghiêm mặt xuống tới, nguyên một đám chỉ này mấy cái độ trung thành không hợp cách, thậm chí cực thấp 13 vị trưởng lão, nói ra. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi 13 cái, toàn bộ cho ta đứng ra tới. Tần Phong sắc mặt khó coi, bốn phía những cái kia nguyên bản còn một mặt kinh hỷ trưởng lão tức khắc liền mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Mà này 13 cái bị Tần Phong điểm tới trưởng lão, thì là sắc mặt biến hóa, tâm lý một trận lập bột. Bất quá bọn họ vẫn là thành thành thật thật đứng ra tới. Lão tổ, có gì phân phó? Trong đó một cái mắt to mày rậm, một mặt người đàng hoàng dạng trưởng lão ngoan ngoãn dễ bảo nói. Thái độ bày rất cung kính. Trưởng lão Diệp Sơn, độ trung thành. Mười, tần phong sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Ha ha. Toàn bộ đại điện trong nhiệt độ không khí tức khắc liền lạnh xuống. T. ở đây những cái kia trưởng lão, dù là đều là tông sư cảnh giới, đều bị cái này thấu xương lạnh độ cho lạnh đến. Cái này, lão tổ tông thực lực, giống như càng mạnh a. À. Bọn họ không nhìn được trung rẩy một chút. Các ngươi đối ta có cái gì không hài lòng sao? Tần Phong mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra. Vẫn là nói. Các ngươi đối ta mưu đồ làm loạn. Lời này vừa ra. Này 13 cái trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Lão tổ, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tên kia kêu Diệp Sơn trưởng lão mặt bữa nay lúc lộ ra tái nhật biểu tình, sau đó trực tiếp quỳ xuống, nói ra: "Lão tổ a, ta lão Diệp là ai, ngài còn không biết sao? Làm sao có thể có cái gì dị tâm đây? Ngài liền tính là khiến ta đi chết, ta cũng là không nói hai lời a." Tại hắn bên cạnh 12 vị trưởng lão, cũng là học hắn đồng dạng quỳ xuống, cho bản thân biện giải. Dù sao liền là bọn họ đối với mình mình trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng ý tứ. Bọn họ cái này một biện giải, ở đây cái khác trưởng lão sắc mặt cũng là biến hóa không chừng. Cái này 13 vị trưởng lão, tại linh khư động thiên trưởng lão bên trong, kỳ thật đều là rất có nhân duyên. Cùng rất nhiều thực lực cực mạnh trưởng lão đều quan hệ rất tốt mà còn mọi người bình thường cũng đều có thể nhìn thấy, Diệp Sơn bọn họ, đối với Linh Khư Động Thiên sự tình, rất lưu tâm, xác thực là trung thành tuyệt đối. Có chút trưởng lão muốn nói chút gì đó, nhưng nhìn đến tầng phong này lạnh lùng biểu tình, lại cứng trắng sinh đem đã vừa đến miệng nói cho nuốt xuống. Lại không phải đều là trẻ con miệng còn hôi sữa, bọn họ tự nhiên biết, lão tổ tông làm việc khẳng định sẽ không nói đùa. Nhất định là có cái gì nhóm người mình không rõ ràng sự tình người nào đứng ra tới, vậy liền thật là kẻ ngu. Tần Phong mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, tâm lý lại là rất hài lòng. Diệp Sơn đám người kêu oan một trận, lại phát hiện Tần Phong đối bọn họ hoàn toàn không để ý tới, cũng không có ai ra tới thay bọn họ xin tha, tâm lý ao ào lạnh lấy. Đáng chết, cũng không phải là, cái này Linh Khư lão cậu biết chúng ta sự tình đi. Diệp Sơn tâm lý khẩn trương. Mồ hôi lạnh đều ra tới trưởng lão Diệp Sơn, độ trung thành, 10. Rất tốt, lại rơi liền thành số âm. Tần Phong liền dạng này tĩnh lặng nhìn xem Diệp Sơn mấy người đang kêu oan một trận, sau đó nói. Đi, các ngươi cũng không cần diễn kịch, thì thì phi phi, ta tâm lý tự nhiên minh bạch. Sau đó, Tần Phong hướng về phía trưởng hình trưởng lão Tần Lan Thiên nói. Đem bọn họ bắt giữ lấy hàng ngục, trước phế rơi tu vi, sau đó chậm rãi thẩm vấn. Cái này. Tần Lan Thiên có điểm do dự, bất quá rất nhanh vẫn là gật đầu nói. Là. Tần Lan Thiên độ trung thành, là 80, cho nên Tần Phong rất tin tưởng hắn, hắn cũng không có bất kỳ nghi ngờ. Nghe được muốn đem nhóm người mình bắt giữ lấy hàng ngục, sau đó lại muốn phế rơi tu vi, Diệp Sơn đám người sắc mặt đều là cùng biến. Nhìn đến cái này Linh Khư lão cẩu là biết chúng ta sự tình. Diệp Sơn tâm lý đại hận, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không như thế hung ác đây là muốn đem chúng ta hành hạ tới chết tiết tấu a à, thậm chí đều không có cho chúng ta giải thích cơ hội loại thời điểm này lại kêu khuất cũng vô dụng kêu không gọi đều là một con đường chết vì thế quỳ ở trên đất diệp sơn đám người đối mặt một cái sau đó trong mắt bốc ra thấy chết không sờn ánh mắt theo sau diệp sơn đám người mảnh bạo khởi gầm thét nói linh khư lão cẩu chịu chết đi có một cái trọng yếu hơn sự tình muốn đi xử lý, còn dư hai càng, đoán chừng sắp tối điểm, khả năng sau 10 giờ. Đừng hốt hoảng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Các trưởng lão kính sợ 4 phần 5 nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio theo lấy diệp sơn đám người bạo khởi bên cạnh trưởng lão sắc mặt đều là cự biến bất quá bọn họ cách diệp sơn cùng tần phong cực xa cho dù là nhìn thấy cũng không có cách nào chỉ có thể sắc mặt biến hóa hướng tần phong hô nói lão tổ cẩn thận nghĩ hộ giá cũng tới không vội dù sao ai có thể nghĩ tới diệp sơn đám người sẽ bí quá hóa liều đây nhưng mà lúc này tần phong cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Hắn tại hoảng hốt nghĩ đến, bản thân làm người hai đời, còn là lần đầu tiên nghe được có người ngay trước bản thân mặt kêu bản thân lão cẩu. Tần Phong tự hồ có thể cảm nhận được, trước kia bản thân nhìn nào đó bộ trong tiểu thuyết, này nhân vật phản diện bị vai chính ngay trước mặt đám người kêu lão cẩu, tâm tình. Loại này cảm giác, thật đúng là không dễ chịu a. À. Như vậy khiến bản thân cảm giác được không dễ chịu người ta khẳng định phải khiến hắn càng thêm không dễ chịu diệp sơn vừa mới còn đang lo lắng dù sao linh khư lão tổ là đại tông sư cảnh giới cường giả mà còn trước đó hắn triển lộ này một tay rất rõ ràng biểu lộ linh khư lão tổ thực lực có chỗ tiến bộ cho nên hắn rất lo lắng bản thân đánh lén sẽ không có hiệu quả gì sau đó bị linh khư lão tổ đương trường đánh chết bất quá làm hắn nhìn thấy tại bản thân đột nhiên đánh lén dưới Linh Khư lão tổ liền giống như không có phản ứng qua tới, ngẩn người đứng ở nơi đó, Diệp Sơn tâm lý liền là một trận mừng như điên. Chỉ cần bản thân thành công trọng thương Linh Khư lão tổ, sau đó lại bắt Linh Khư lão tổ, dáng dấp kia, liền là tuyệt địa cầu sinh. Diệp Sơn phản phất có thể nhìn thấy bản thân quan minh chính đại đi ra Linh Khư động thiên một khắc kia. Nhưng mà, liền tại hắn cảm thấy bản thân sắp thành công, cùng hắn bên cạnh này mười tới cái đánh lén tông sư nhóm công kích liền muốn đến Tần Phong trên thân thời điểm. Tần Phong nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười, ánh mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường. Này là đối với kẻ yếu khinh thường. Hừ. Tần Phong căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó Diệp Sơn đám người như gặp phải trọng kích giống như, toàn thân rung lên, liền ngã trên mặt đất bọn họ vừa mới khoảng cách tần phong chỉ còn lại một điểm điểm khoảng cách nhưng mà này một điểm điểm khoảng cách đối với bọn họ tới nói lại là vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua khoảng cách diệp sơn ngã trên mặt đất trên mặt giống như tro tàn hắn ngẩng đầu nhìn tần phong chấn kinh nói ngươi ngươi vậy mà đột phá trở thành vương giả đại tông sư là vô luận như thế nào cũng không thể nương tựa theo một đạo hừ lành liền đối bọn họ linh hồn đạt thành trọng thương cũng chỉ có vương giả cảnh giới tu hành giả thần niệm như vực sâu mới có thể như thế tần phong không có trả lời hắn cái vấn đề này mà là nhìn xem hắn lãnh đạm nói từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bộ dạng này gọi ta ngươi là cái thứ nhất sau đó tần phong ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng phất phất tay một đạo u ám hỏa diễm xuất hiện trực tiếp đem vừa mới cùng nhau tập kích tần phong diệp sơn đám người quét sạch ra tới Diệp Sơn đám người trên mặt trở nên cực kỳ kinh khủng. Bọn họ muốn động, nhưng là lại phát hiện bản thân nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị thiêu đốt, sau đó thân thể từng tất từng tất biến thành tro bụi. À! Bọn họ bắt đầu kêu thảm, kêu khàn cả giọng. Nhưng mà nhưng không có người đồng tình bọn họ, chỉ là rung nguyên nhìn xem tầng phong, trong lòng tràn ngập kính sợ. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết không có. Diệp Sơn đám người, bị tươi sống đốt chết tại trong đại điện, lưu lại một đống bạch sắc xương bọt. Sư Không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, bạch sắc xương bọt theo gió phiêu tán. Tự hồ vừa mới Diệp Sơn những người kia, căn bản cũng không có xuất hiện ở trên cái thế giới này qua. Cũng liền là chỉ cần đến vương giả cảnh giới, sau khi chết mới có thể có linh hồn thể, bằng không mà nói, Tần Phong tuyệt đối sẽ đem Diệp Sơn linh hồn thể lưu xuống tới, khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là chết cũng khó. Linh Khư trong đại điện, đông đảo trưởng lão không nhìn được cùng nhau run rẩy một chút. Trưởng lão Tần Lan Thiên, độ trung thành 5. Trưởng lão Tần Sơn, độ trung thành 10. Trưởng lão Sông Lớn, độ trung thành 5. Trong đầu truyền tới thanh âm nhắc nhở, khiến tâm tình khôi phục bình tĩnh Tần Phong cũng sửng sốt một chút. Tại những cái này trưởng lão trước mặt biểu hiện bản thân sát phạt quả quyết, cũng có thể khiến căng độ trung thành. Xem ra là sợ bản thân đi. Sợ không cẩn thận bị bản thân phát hiện không trung thành, liền sẽ giống như dịp sơn đám người một dạng hình thần câu diệt. Lão tổ tha mạng. Lão tổ tha mạng a, à, ta nói, ta cái gì đều nói. Vừa mới này 13 cái trưởng lão bên trong, còn có một cái người không có chết, bởi vì hắn vừa mới tại dịp sơn đám người xuất thủ thời điểm, chần chờ một chút, không có động thủ, sau đó hắn liền nhìn thấy diệp sơn đám người bị tần phong cho dễ như trở bàn tay đánh tan cuối cùng chết tại hắn trước mặt lúc này hắn tâm tính đều sụp đổ chỉ là quỳ không ngừng cầu xin tha thứ sợ tần phong một cái không vui liền cho hắn đốt thoáng cái mặc dù hắn biết bản thân hạ tràng cũng khẳng định không tốt nhưng là cũng tốt hơn không nhúc nhích nhìn xem bản thân bị tươi sống đốt chết đi vậy đơn giản quá kinh khủng tần phong mới vừa không có động hắn tự nhiên cũng là nghĩ lưu một người sống. Người mang theo hắn đi hàng ngục hỏi đi. Tần Phong đem người ném cho Tần Lan Thiên. Theo sau, Tần Phong cũng không có tâm tư ở đây nói cái gì, trực tiếp rời đi Linh Khư Đại Điện. Lưu lại một đám trưởng lão, nhìn xem Tần Phong rời đi bóng lưng, ánh mắt trong tràn đầy kính sợ. Mà làm Tần Phong hoàn toàn rời đi về sau, bọn họ ánh mắt trong kính sợ bên trong lại nhiều một tia khác. Là ước mơ, là kích động, là kinh hỷ, là cảm khái. Một đống phức tạp cảm xúc. Lão Tổ Tông vậy mà bất tri bất giác đã đạt đến vương giả dạ cảnh giới. Còn cho bọn họ những cái này trưởng lão như vậy tốt công pháp. Chúng ta linh khư động thiên, rốt cuộc phải cường đại lên tới sao? Về trễ, đệ tứ càng phụng lên. Còn có một càng ta ngay lập tức đi mã. Đừng hốt hoảng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Ta đều muốn năm, năm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại toàn bộ linh khư động thiên bên trong, người nào sự tình là trọng yếu nhất? Đương nhiên là linh khư lão tổ sự tình A. À biết được nói linh khư lão tổ cố ý muốn tại đông đảo nữ đệ tử bên trong chọn lựa thị nữ thời điểm tất cả người đều kích động rất nhiều nữ đệ tử tâm động lên tới nhiều năm như vậy cũng không có gặp lão tổ tông cần một cái thị nữ cái này thế nhưng là cái thiên đại cơ hội huống chi linh khư lão tổ cũng đã khôi phục tuổi trẻ bề ngoài cũng là cái đại soái ca mà còn trên thân còn có một cổ khiến tất cả nữ đệ tử đều cảm thấy thân thiết khí tức tìm một cái thực lực lại mạnh tướng mạo bản thân còn siêu cấp hài lòng chỗ dựa không có cái gì không tốt rất nhiều nữ đệ tử đều minh bạch trở thành linh khư lão tổ thị nữ đối với các nàng tới nói không thua gì một bước lên trời dù sao thiên phú siêu tuyệt cũng đã đi thánh địa cũng chỉ muốn chút ít nữ đệ tử không muốn mà thôi nhưng là cũng không có ai cưỡng bách các nàng mọi người đều có chí khác nhau tự nhiên cũng không có ai sẽ nói Tần Phong tìm thị nữ có cái gì không đúng? Tìm thị nữ có nhiều lắm, huống hồ trở thành Tần Phong nữ đệ tử cũng không có cái gì không tốt. Dù là những cái kia các đệ tử đều còn không biết Tần Phong đã là vương giả, nhưng các nàng đều biết một chuyện. Liên Tính là một cái bình thường nhất đại tông sư đều có thể sống ngàn năm, mà Linh Khư lão tổ cũng mới sống hai trăm tới tuổi, tại đại tông sư bên trong đều xem như là tuổi trẻ tại tu hành giả thế giới trong, tuổi tác căn bản cũng không có người sẽ xoán suyết. Nếu như ngươi là một cái sống một vạn năm thánh nhân, dù là ngươi tuổi thọ sắp hết, toàn bộ đồng hoàng cũng số lớn tu hành giả muốn đoạt lấy cho ngươi sinh hầu tử. Thánh nhân sống lâu một chút thời gian, có lẽ liền là phổ thông tu hành giả một đời. Linh Khư Đại Điện Tần Phong nhìn xem trước mặt mình đứng 30 tên nữ đệ tử. Các nàng nguyên một đám thân truyền bạch sắc áo lụa, dáng người nổi bật, hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ. Cơ hồ mỗi một cái, đặt ở thế giới người phàm trong, đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Mà còn tu hành giả trên thân đặc thù khí chất, còn có thể là các nàng thêm phân, lộ ra tiên khí mười phần. Đều không sai. Tần phong âm thầm gật đầu. Kiếp trước bản thân, mặc dù cũng cũng tính may mắn một đời, nhưng cũng không có có cơ hội thấy được nhiều như vậy, nữ thần cấp mỹ nữ. Mà bây giờ, những cái này nữ thần cấp mỹ nữ đều nguyên một đám đứng ở trước mặt mình vô tư bản thân chọn lựa cái này cảm giác nói thế nào đây ân ừ, có điểm thoải mái bỗng nhiên tần phong nhìn thấy một cái quen thuộc vẻ mặt lâm dai tần phong sửng sốt một chút ngươi thế nào ở đây hắn không nghĩ tới lâm dai vậy mà cũng sẽ muốn trở thành bản thân thị nữ dù sao lâm giai thế nhưng là bản thân yêu thích nhất nho nhỏ cháu gái tần yên nhiên bạn tốt cho nên dù là tần phong cũng một mực cảm thấy đến lâm giai dáng dấp nhìn rất đẹp cũng không có đối với nàng có ý nghĩ gì lão tổ lâm giai sắc mặt biến thành hồng sau đó phúc thân cho tần phong hành lễ cử động này mười phần một cái thẹn thùng nữ tử trơn bóng tần phong không nói chuyện nhìn về phía bên cạnh cái kia trưởng lão này trưởng lão vội vàng đi tới tại Tần Phong bên người giải thích một chút nguyên nhân. Các trưởng lão cũng đều biết, Tần Phong rất yêu thích Tần Yên Nhiên, mà Lâm Giai cũng là Tần Yên Nhiên bạn tốt, cho nên vừa bắt đầu cũng không có suy nghĩ Lâm Giai. Nhưng đây là Lâm Giai bản thân tìm trên tới. Mà còn, nếu là bạn về khí chất nói, Lâm Giai tại toàn bộ linh khư động thiên đều là tùy khảo. Hiện tại trang điểm một phen, càng là động lòng người. Nghe xong trưởng lão giải thích, Tần Phong đại khái cũng minh bạch. Dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Tần Phong không có nói gì. Đã lâm dai như vậy một đại mỹ nữ bản thân đưa tới cửa, bản thân cự tuyệt nữa, vậy liền là làm kiêu. Tiếp tục dò xét, Tần Phong nhìn xong cái này 30 tên nữ đệ tử. Trừ lâm Giai ở ngoài, cũng đều là khó mà lựa chọn A. À. Nhìn thấy Tần Phong mắt lộ ra lựa chọn, những cái kia nữ đệ tử đều là một mặt khẩn trương bao gồm lâm giai ở bên trong cũng là như thế. Lão tổ sẽ khiến ta làm hắn thị nữ sao? Nghĩ một hồi, Tần Phong cảm thấy, bản thân cũng không cần chọn nữa, quả thực liền là lãng phí thời gian. Vì thế Tần Phong đối bên cạnh trưởng lão nói. Ta có thể toàn bộ chọn sao? Trưởng lão sững sờ, lập tức mừng như điên gật đầu nói. Có thể. Lão tổ ngài vui vẻ liền tốt. Lão tổ muốn chiêu thị nữ, này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trưởng lão thậm chí hận không thể Tần Phong nói như thế vẫn chưa đủ, còn phải lại tới mấy trăm cái đây. Ha ha! Tần Phong quay đầu, đối với mấy cái này thì nữ nói, các ngươi sau này đều là ta thị nữ, nguyện ý không? Nguyện ý! 30 tên Mỹ thiếu nữ yếu điều trả lời, khiến toàn bộ linh khư đại điện đều như gió xuân ấm áp một dạng. Bất quá, đáp ứng qua sau, những cái này nữ đệ tử nhóm, Nga không, Tần Phong thì nữ nhóm, lại bắt đầu lẫn nhau đánh giá tới bên cạnh nữ hài tới. Hừ, sau đó liền là cạnh tranh đối thủ, tranh giành sủng đối tượng. Tần Phong cười ha ha một tiếng, theo cho dù mang các nàng, cùng nhau về đến bản thân trong động phủ. 30 cái thị nữ A, à, Tần Phong cảm thấy, bản thân sau sinh hoạt, quả thực không nên quá tốt qua. Linh Khư trong động phủ. Tần Phong bỗng nhiên mang về tới 30 cái mỹ nữ, khiến Diệp Uyển Nhi rất giật mình. Nàng trước đó cũng biết Tần Phong muốn thu thị nữ, nhưng là Tần Phong trước đó rõ ràng chỉ nói 10 cái mà thôi, nhưng bây giờ. Ngươi mang nhiều như vậy nữ đệ tử trở lại làm gì? Diệp Uyển Nhi nhìn xem Tần Phong, bất mãn nói: "Không phải nói tốt 10 cái sao? Ta động phủ có chút lớn, cần nhiều điểm người quét dọn." Tần Phong nhàn nhạt trả lời nói: "Đây là bản thân động phủ mang nhiều mấy cái thì thế nào? Điều tra thoáng cái, nếu là không thích thu nữ nói, lời nhắn, sau đó đều không viết. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Nhắm mắt lại, không nên phản kháng để nhất càng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Động phủ có chút lớn, mang nhiều điểm người trở lại thế nào? Nghe lời này, Diệp Uyển Nhi hận đến nghiến răng, ngươi thế nào không đem linh khư động thiên bên trong tất cả xinh đẹp nữ đệ tử đều mang về tới a à? nhưng là tần phong như thế nào nàng cũng không thể làm gì dù sao nàng chỉ là một cái bị giam lỏng thánh nữ không có bất kỳ quyền lên tiếng những lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại tần phong bỗng nhiên đối diệp uyển nhi nói ra ngươi gần nhất có phải hay không rất nhàm chán ngươi nói đây Diệp uyển nhi trừng tần phong một cái Ngươi đều đem ta giam lỏng trong này, còn đem ta toàn thân tu vi cho giam lại. Ta nhàm chán không tẻ nhạt, ngươi tâm lý không có điểm bê đến sao? Tần Phong nhìn như không thấy, lập tức cười híp mắt nói: "Này vừa vặn, ta có chút việc khiến ngươi làm." "Chuyện gì?" Diệp Uyển Nhi trong lòng nhất thời tràn ngập cảnh giác. Tần Phong chỉ chỉ phía sau mình 30 vị thị nữ, đối Diệp Uyển Nhi nói: "Các nàng, ta liền giao cho ngươi." dùng các ngươi thánh địa phương pháp dạy các nàng thế nào làm tốt một cái thị nữ, cái này đối với ngươi mà nói, không khó lắm đi. Khiến ta thay ngươi dạy thị nữ. Diệp Uyển Nhi tức khắc trừng lớn mắt đẹp, dương nổi giận nói. Ta thế nhưng là đường đường thánh nữ, không phải ngươi thị nữ đầu lĩnh. Ta cho ngươi khôi phục tu vi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Không làm. Diệp Uyển Nhi rất cuộc cường, kiên quyết không thỏa hiệp ngươi có thể tại trong đồng phủ tu hành ta không cần ta giúp ngươi áp chế ngươi thể chất mang cho ngươi tới thống khổ cái gì dịp uyển nhi nghe lời này sắc mặt biến hóa không chừng ngươi ngươi có thể giúp ta áp chế thống khổ đó là tự nhiên tần phong gật đầu nói Diệp uyển nhi là cốt linh lãnh thể thể chất trời sinh âm lãnh nhưng mà loại này cực đoan rét lạnh lại khiến dịp uyển nhi mỗi ngày giờ tí thời điểm đều sẽ có một đoạn thời gian thống khổ sâu tận xương tủy tiến nhập linh hồn thống khổ mà còn theo lấy thực lực càng mạnh loại thống khổ này liền càng lợi hại rất nhiều nắm giữ loại này thể chất mạnh đại tu hành giả không phải là bị người giết chết mà là bị bản thân sống sờ sờ thống khổ chết cho nên cái này cũng là dịp uyển nhi đối diệp viêm trong cơ thể hoang viêm huyết mạch như vậy khao khát nguyên nhân vừa bắt đầu Tần Phong không hề rõ ràng, bất quá tại lấy được yêu đế truyền thừa sau, rất nhiều không có lưu truyền tại thế gian bí ẩn, Tần Phong đều biết. Đối với Diệp Uyển Nhi loại thống khổ này, cũng là có biện pháp áp chế. Nghe được Tần Phong bộ dạng này nói, Diệp Uyển Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Giúp ngươi dạy dỗ thị nữ, nhưng là... Không có nhưng là... Tần Phong nhàn nhạt nói tại Linh Khư Động Thiên làm lão tổ tông lâu, Tần Phong đã không thói quen với người khác cùng bản thân bạn điều kiện. Mà còn, Diệp Uyển Nhi cũng không có cái gì tư cách cùng bản thân bạn điều kiện. Cho nên Tần Phong tự nhiên bá đạo. Diệp Uyển Nhi thần sắc trì trệ, cũng chỉ có thể cắn răng nói. Không có liền không có. Mà ở Tần Phong phía sau thị nữ, từ khi tiến đến Linh Khư trong động phủ, phát hiện động phủ trong còn có một cái khác từ trước đến nay đều không có nghe nói qua nữ nhân sau, kỳ thật tâm lý đều là giật mình. Lão tổ tông vậy mà kim ốc tan kiêu. Bất quá tại sao, nghe được Tần Phong cùng Diệp Uyển Nhi đối thoại sau, các nàng tại phát hiện Diệp Uyển Nhi lại là thánh địa thánh nữ sau, tâm lý càng là chấn kinh. Lão tổ tông quả nhiên lợi hại, ngay cả thánh địa thánh nữ, đều có thể làm được. Các nàng mặc dù xem như là linh khư động thiên thiên chi kiều nữ, nhưng là cùng một cái thánh địa thánh nữ so với, như vậy không coi vào đâu. Tức khắc, những cái này nữ đệ tử đối với tần phong kính nể, lại sâu hơn. Thì nữ lâm giai, độ trung thành năm. Thì nữ giang tuyết, độ trung thành năm. Không nghĩ tới cái này đều có thể tăng lên những cái này nữ đệ tử độ trung thành, tần phong đối với cái này bày tỏ bó tay. Một cái thánh nữ thôi, nhìn đem các ngươi dọa đến. Lập tức, là có thể có thể từ Tần Phong trong tay lấy được như thế nào áp chế bản thân thể chất mang tới thống khổ phương pháp dịp Uyển Nhi bắt đầu giúp Tần Phong dạy dỗ những cái này thì nữ cam tâm tình nguyện làm Tần Phong thì nữ đầu lĩnh Tần Phong thì là ngồi ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này khiến một cái thánh nữ giúp mình dạy dỗ thì nữ cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được Tần Phong nhìn xem Diệp Uyển Nhi nghiêm túc bộ dáng trong lòng âm thầm khen ngợi. Quả nhiên không hổ là thánh địa thánh nữ, nghiệp vụ này rất thuần khiết quen a. À. Tần Phong thậm chí đang suy tư, sau này mình có càng nhiều thị nữ, có phải hay không đều khiến Diệp Uyển Nhi giúp mình dạy dỗ đây? Đêm xuống, Diệp Uyển Nhi đối với những thị nữ kia dạy dỗ cũng đã qua một đoạn thời gian. Tần Phong trước khiến những thị nữ kia đi trước rửa mặt, theo sau, Diệp Uyển Nhi đi tới Tần Phong trước mặt. Thế nào áp chế ta thể chất mang theo tới thống khổ? Diệp Uyển Nhi dứt khoát làm hỏi. Nàng rất gấp muốn biết như thế nào áp chế, liền tính là tại thánh địa, cũng không có tìm được loại phương pháp này. Mặc dù Diệp Uyển Nhi không rõ ràng, Tần Phong là như thế nào biết loại phương pháp này, nhưng là tại Tần Phong ngày đó trực tiếp từ Đại Tông Sư nhảy tới vương giả dạ cảnh giới đỉnh phong, sau đó lại triển lộ ra các loại bất phạm sau, Diệp Uyển Nhi liền cảm thấy, Tần Phong mặc kệ là lấy ra thứ gì tới, đều không kỳ quái. Rất đơn giản. Tần Phong cầm lên Diệp Uyển Nhi tay, sau đó nói ra. Đóng lại ánh mắt ngươi, không nên phản kháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.